Thưa quý vị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành nghị quyết về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng. Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định hỗ trợ 1-3 triệu đồng đối với người lao động bị giảm giờ làm, bị quản thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023. Đồng thời, người được hỗ trợ phải có thu nhập một tháng bất kỳ bằng hoặc thấp hơn lương tối thiểu vùng. Đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất là 3 triệu đồng một người dành cho người lao động là đoàn viên công đoàn bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nguồn tiền trích từ kinh phí công đoàn giao cơ sở thực hiện. Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất ngày 31 tháng 3 và chi trả chậm nhất đến ngày 30 tháng 5.